thì nó trải qua một cái thời gian rất là dài, qua những cái trải nghiệm, qua những cái thực hiện, thực hành lên trên những người trong nhà cho khách hàng, và cuối cùng á, là những cái kết quả mà mình phải nói là dùng cái từ là không tưởng. Từ đó mình sinh ra cái đam mê nó dẫn đến cho mình một cái niềm tự hào cho người Việt của mình. Và các bạn hãy tự tin là các bạn đang có một cái bảo bối rất là tuyệt vời để mà cho chúng ta phục vụ cho những người khách hàng, đem lại cái vẻ đẹp cho mọi người. Nếu như mà nói về cái trong công đức thì mình làm đẹp cho người khác thì là mình cũng tạo công đức cho mình, phải không? Và đồng thời mình cũng tạo ra một cái nguồn income rất là lớn để mà mình nuôi sống gia đình mình, phải không? Thì ngày hôm nay Vy cũng không có ở đó cho nên là mình cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả mọi người, nhất là Thanh Miền cũng như là các bạn ở bên dưới Thương Huyền là Thủy Ruby nè, đã từng bước không có rất là kiên nhẫn để mà đi theo với Vy, và ngày hôm nay là chúng ta đã trở thành một cái khối thật là bền chắc với nhau để mà làm việc trong tương lai. Và trong năm 24 này thì Vy tin chắc á, là cái sản phẩm này nó sẽ còn vươn cao hơn nữa và nó sẽ có một cái chỗ đứng trên cái thị trường quốc tế. Và hiện tại thì mình đã có chuẩn bị, mình chưa có trên tay nhưng mà cái cách nhận mình đã có, đang chờ người ta ship về cho mình. Cái mã số hàng của mình là nó được nhập vào Hoa Kỳ một cách rất là hợp pháp, và nó sau này nó sẽ cái phát triển của mình là mình sẽ đưa nó vào những cái hệ thống chính trong các siêu thị, trong các chỗ mà nó bán, giống như ở bên Việt Nam thì nó gọi là metro hoặc là cái gì đó, thì nghĩa là đi đâu nó cũng sẽ thấy cái sản phẩm của mình, giống như là các bạn đi đâu cũng thấy đâu đó cũng có Starbucks hay là gì đó, đó là một thương hiệu quen thuộc để cho mọi người có những cái sản phẩm tốt mà dùng. Rồi đến đây thì cảm ơn mọi người nãy giờ dùng có dành cái thời gian để mà nghe Vy chia sẻ ha. Rất là tuyệt vời. Chúc mọi người tiếp tục cái buổi tối của mình thật là vui vẻ, chia sẻ, enjoy với mọi người nha. Và xin cảm ơn Miss Thanh Vy, một cuộc gọi rất là ý nghĩa đến từ Hoa Kỳ. Cùng một dành hóa tay chào ra thật lớn cho Miss Thanh Vy của chúng ta nha. Vy nghĩ rằng là vài phút đấy nó cũng không khiến chúng ta có thể về sớm hơn được, đúng không quý vị? Hãy dành chúng ta những cái ở lại với tay lớn hơn nữa, đúng không ạ? Rất tuyệt vời, xin mời quý vị. Và thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây sẽ là hạng mục vinh danh đặc biệt nhất, hạng mục vinh danh tri ân các chuyên gia nám công bằng xuất sắc và kỳ nghỉ đẳng cấp quốc tế Dubai 2024. Và chúng tôi muốn rằng quý vị hãy cùng với chúng tôi dành những tràng vỗ tay thật lớn để cùng nhau chúc mừng những người vô cùng xuất sắc trong hạng mục vinh danh ngày hôm nay. Và xin được mời để cùng đón chào lên khu vực sân khấu bằng một cách nồng nhiệt và trân trọng nhất, hãy cùng với chúng tôi di chuyển và cùng nhau chuẩn bị chiếc thảm đỏ của sự trân trọng để cùng nhau chúc mừng và vinh danh tất cả quý vị, những thành viên đạt hạng mục vinh danh tri ân chuyên gia nám công bằng xuất sắc kỳ nghỉ đẳng cấp quốc tế Dubai 2024. Và nếu như quý vị cũng có hơi mệt thì hãy cố gắng giúp chúng tôi cùng dành những tràng vỗ tay, cùng trao yêu thương để chúc mừng vinh danh họ giải bước trên thảm đỏ, cùng lên khu vực sân khấu nhận hạng mục vinh danh đặc biệt của Hoan An Group trong năm 2023 và 2024. Và xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng sẵn sàng và xin được mời thảm đỏ sẽ cùng sải bước sẵn sàng để cùng chuẩn bị chào đón những tinh anh, những con người tuyệt vời của Hoan An Group sẽ cùng sải bước trên thảm đỏ và cùng tiến về khu vực sân khấu của chúng tôi. Và xin được chúc mừng vinh danh Phó Tổng Giám đốc Thủy Ruby. Xin trân trọng mời tất cả chuyên gia, những tinh anh của Hoa An, chúng ta hãy di chuyển về phía cuối thảm đỏ, hãy bước trên thảm đỏ để tiến lên trên phía sân khấu để dành tặng cái điều thực sự tuyệt vời của Hoa An Liên dành tặng cho tất cả các anh chị, những người sẽ cùng đồng hành với Hoa An Liên trên thị trường quốc tế. Và 2024 này, đất nước đầu tiên chúng ta đặt chân đến sẽ là Dubai. Xin mời quý vị. Vinh danh Phó Tổng Giám đốc Tuấn Đạt. Xin được vinh danh CEO Nguyễn Ngọc Hoa. Hãy cùng giải bước trên
xe đạp đỏ bởi vì quý vị xứng đáng nhận được điều tuyệt vời của Phan Lan Cầu Đũ. Mỗi sự cống hiến và cùng nhau đưa Phan Lan vươn cao vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế. Và xin được chúc mừng vinh danh CEO Nguyễn Ngọc Hoa. Xin được chúc mừng vinh danh chuyên gia thẩm mỹ quốc tế Vũ Quốc Hùng. Xin được vinh danh và mời lên sân khấu giám đốc kinh doanh Diamond Nguyễn Hằng. Quốc tế Vũ Quốc Hùng, xin mời. Những chào vỗ tay thật lớn cho quý vị để cùng nhau chúc mừng tất cả những thành viên đã cùng giải bước trên thảm đỏ. Họ vô cùng xứng đáng nhận được món quà vinh danh và chúc mừng. Xin được chúc mừng vinh danh giám đốc kinh doanh Diamond Kim Phượng. Để cùng chinh phục thế giới đất nước Dubai năm 2024 và xin được chúc mừng vinh danh giám đốc kinh doanh Gold Hồng Nhung. Vâng ạ, những tràng vỗ tay thật lớn từ quý vị đâu ạ, xin mời. Vinh danh và mời lên sân khấu giám đốc kinh doanh Gold Nguyễn Thu Thủy. Xin được chúc mừng vinh danh và mời lên sân khấu giám đốc kinh doanh con Hồ Thị Diễm My. Xin được vinh danh và mời lên sân khấu giám đốc kinh doanh con Vương Quỳnh Dung. Xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời ở tại Phan Lan. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả quý vị đã nhận được danh hiệu vinh danh đặc biệt kỳ nghỉ đặc cấp Dubai 2024 và xin được mời lên sân khấu giám đốc kinh doanh Quân Tạ Thu Hằng. Hãy cùng tự tin tỏa sáng và sải bước trên khu vực sân khấu. Chúng ta là thành viên của Phan Lan, là những cánh tay tuyệt vời để cùng nhau đưa Phan Lan vươn ra biển lớn. Và xin được chúc mừng vinh danh và mời lên sân khấu sự hiện diện của giám đốc kinh doanh Gold, anh Nguyễn.
chào mời lên sân khấu giám đốc kinh doanh Côn, Thanh Hằng Beauty. Xin được mời lên sân khấu giám đốc kinh doanh Minh Hà. Và có lẽ rằng với những điều tuyệt vời đang cùng hiện hữu trên khu vực sân khấu, hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng được không ạ? Xin mời. Vỗ tay thật lớn để cùng nhau chúc mừng và vui.
đây. Chào hôm nay ngay bây giờ là vô cùng xứng đáng để cùng nhau chúc mừng và vinh danh. Thưa quý vị thân mến, xin cảm ơn sự hiện diện của Chủ tịch Phan Thanh Nghiên cùng với Tổng Giám đốc Hưng Yên. Và đặc biệt cảm ơn tất cả quý vị đã cùng nhau đạt được hạng mục vinh danh cuối cùng. Và vừa rồi là hạng mục vinh danh rất đặc biệt để chúng ta cùng nhau tiến tới một kỳ nghỉ đẳng cấp năm 2024 tại Dubai. Và có lẽ rằng ngay bây giờ là một món quà dành tặng cho tất cả quý vị. Chúng ta vẫn còn đang hiện hữu ở đây để cùng nhau đồng hành cùng với chương trình. Và hãy cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón sự quay trở lại của nam ca sĩ Dương Thuận. Và nếu như có thể được, hãy cùng tiến về khu vực sân khấu cùng với chúng tôi để quẩy hết mình cho đêm nay được không ạ? Xin mời quý vị. Xin các em xin được nghỉ rất nhiều. Và ngay bây giờ đây thì xin mời tất cả các chị em của Phan An hãy cùng nhau đến với một ca khúc sau đây, một ca khúc vô cùng quen thuộc của nam ca sĩ trẻ Tăng Duy Tân, hút được bản tên Cắt Đôi Nối. Ok, let's go. Phan An ơi, mọi người sẵn sàng để hướng đến 2024 trở nên vững mạnh hơn chưa? Em là cho anh mượn cái kéo. Anh mượn kéo để làm gì? Cắt đôi nỗi sầu, anh muốn thấy cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng hình, anh mang theo tim mình mấy đầu. Nỗi đau đã cạn, cơn mưa trong tim cũng đã tàn. Anh bán đi mọi nỗi buồn, để chẳng còn gì ngoài thênh thang. Em ơi anh thương, vui tôi nên anh không phải thân tình. Muốn quên một bóng hình, anh để lại trong tim. Anh không thể đêm đã có bấy nhiêu nên phải kiếm thêm một lý do cho cuộc tình không bên. Anh đã thức xuyên đêm, anh đã cố gắng đến quên em, nhưng anh vẫn trong con tim anh không đầy. Mặt em xuống muốn buông tay, sâu sắc khi nỗi nhớ đông đầy. Anh đang chia sân ngày từng ngày em ơi. Chị em ơi, lên trên này quẩy được không nào? Những giây phút em biết, everyone say hey, let's go now. Bảo ở đâu là bảo ở đâu? Bảo ở đây là bảo ở đây. Ở chỗ nào là ở chỗ nào? Ở chỗ này là ở chỗ này. Khi làm hết mình là chơi hết mình, làm hết mình thì, làm hết mình thì. 1, 2, 3, everyone say hey, 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 hey. Xin mời hãy cùng lên sân khấu. Anh nhớ hơn cả nhớ nhà, nhưng em đâu nhớ gì để anh có. Lúc yêu chẳng nhiều, khi chưa sẽ đau rất nhiều. Đau đến trong từng linh hồn, để một người một màu băng giá. Em ơi anh muốn, môi môi đến anh không quay thân. Muốn quên một bóng hình, anh để lại trong. Anh không thể đêm, đã có bấy nhiêu đêm phải kiếm. Tìm kiếm thêm một lý do cho cuộc tình. Mà anh ơi, lên sân khấu. Thức xuyên đêm, anh đã cố gắng đến quên em. Anh biết trong con tim anh. Mặt em xuống muốn buông tay, sâu sắc khi nỗi nhớ đông đầy. Anh đắm trên sân này từng ngày em ơi. Nào mình cùng lắc lắc lắc, nào mình cùng lắc lắc lắc. Và đang ơi, giơ tay lên cao. Xin mời bạn ơi lên sân khấu đi không ạ? Cánh tay đưa hết sức nào. Em ơi anh muốn môi tôi đến anh không phải thật tình. Muốn quên một bóng hình anh để lại trong. Anh không thể đêm đã có bấy nhiêu đêm phải kiếm tìm. Kiếm thêm một lý do cho cuộc tình. Anh đã thức xuyên đêm, anh đã cố gắng đến quên em. Nhưng anh biết trong con tim anh không đành. Màn đêm xuống muốn buông tay, sâu sắc khi nỗi nhớ đông đầy. Anh đã chết sân ngày từng ngày em ơi. Tay đã hết rồi. Sorry anh.
một lần nữa nào. Hey, everybody say hey. Hey, everybody say what? Why? Phan An ơi. Hey, một lần nữa nào. Hey, you can go right now. Khúc tiếp theo nè, ngày mai người ta lấy chồng. À, xin cả, sorry, xin chào chút xíu ạ. Thưa quý vị thân mến ạ, trước khi đến với một khúc tiếp theo thì ngay bây giờ xin được mời tất cả quý vị đang còn có mặt ở đây sẽ cùng di chuyển lên khu vực sân khấu cùng với chúng tôi. Đầu tiên là mình cùng chụp một kiểu ảnh tập thể và sau đó là cùng đón nhận và cùng quẩy hết mình cùng với nam ca sĩ Dương Thuận trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin được mời tất cả những thành viên của gia đình Phan An đang còn có mặt ở trong khán phòng hay ở phía bên ngoài tiền sảnh sẽ cùng lên sân khấu. Xin mời. Dạ vâng ạ, cũng thay lời cho ban lãnh đạo ở trên này và cũng như là tất cả các anh chị em trong ekip, thực sự rất là mong muốn là tất cả các anh chị đang còn có mặt tại đây đến tận giây phút này, xin mời tất cả chúng ta cùng nhau lên trên sân khấu này và sẽ cùng nhau ghi lại một cái khoảnh khắc ở cuối chương trình bùng nổ năng lượng thực sự hơn nữa để mà mình cùng nhau hướng đến năm 2024 với rất nhiều những cái mục tiêu mà Phan An đề ra cho tất cả quý anh chị đang ở qua tại đây, đúng không ạ? Nhà mình ơi, nhà mình lên trên đây được không nào? Xin mời nhà mình ạ. Phan An sẽ luôn cho ép mình đến tận những giây phút cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin được mời sự hiện diện của tất cả quý vị, những thành viên đang còn có mặt tại đây, hãy cùng lên sân khấu, không cần biết làm gì, chỉ cần lắc lư và quẩy hết mình, cùng nhau ăn mừng và chúc mừng cho một đêm sự kiện của Phan An được thành công rực rỡ. Và xin được mời tất cả quý vị hãy cùng lên sân khấu đi ạ. Anh chị nhà mình ơi, ai cũng lên để em cõng lên được không chị? Chị em nào ở đây tự tin ngày hôm nay chưa có người yêu, chưa có chồng thì giơ tay một cái tay lên ạ. Chị Hạ. Chưa có yêu, chưa có chồng thì giơ cao tay lên xem nào. Mà ai có người yêu rồi, có chồng rồi, muốn có thêm người yêu, muốn có chồng nữa thì giơ hai tay lên. Đó. Ngay bây giờ giúp em ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Let's go. Yeah, yeah. Mình cùng nhau đưa cao tay lên nào. Mình cùng nhau đưa cao tay lên nào. Cùng nhau vẫy nhá. Vẫy số trái, vẫy số phải đó. Ai ở đây thì sơ cao tay lên, ai cả yêu mình ơi. Everybody say, bên trái nói gì, bên phải nói gì, hãy to lên nào. Hey, everybody, hey, let's go now. Hey, okay, wait. Ai tìm ai trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều sang răng. Ai tìm ai dưới trăng, nghiêng bóng mơ dài vằn vặc. Ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua. Ai đặt tên chúng ta như người lạ. Phan An ơi, có phải đêm qua thức trắng để con con tìm làm hai ngăn? Cần phải ôm nỗi đau, còn cần trái chưa hạt nhiệm màu. Kịp sáng mang tin là quà cô dâu, sợ phải kia sư phai qua úa ao nhậu. Anh đợi em, anh chọn ngàn nỗi đau. Đi theo Phan An ơi! Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không. Để cho mưa lăn ta hỏi thăm, lên bao chục đi hê bước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa đâu, mày chìm lát tay, không hoang tìm nhau. Ai đọc ai đến bên bao, gió sơ. Hát lớn nào, hỏi gì nào? Hỏi buồn thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Hỏi có biết ở đây nào không, có là nào chung như là siêu bông. Ngày siêu bông ơi, hơi
sợ gì đúng không chị em Adam ơi? Đúng không ạ? Đúng như tổng giám đốc Phùng Huyền nói là lấy ai cũng được nhưng dâu là được. Chị em nào muốn dâu thì dơ cao tay lên. Cùng nhau nỗ lực hơn nữa cho mọi người là 2024 nhé chị em ơi. Sẵn sàng chưa nào? Let's go. Để gấp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngàn trái chưa hát nhiệm màu. Nhịp sáng tháng đêm là hoa cô sâu, sợ mai kia sơ phai lên trên tay quẩy luôn không là trẻ em ơi. Chị thì Ruby ơi, anh chọn ngàn nỗi đau. Ngày hôm nay em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không. Để cho mưa lăn la hỏi thăm, lên vào trộm đi khi bước chẳng nào sai. Ngày em đi theo cơn mưa đâu, vậy chỉ là cơn lái không còn tìm nhau. Ôi trời ơi, em ơi, để em hết thao cho sâu. Thì biết ơi, phải một thu đang dù biết bao mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá. Có biết ở nơi nào không, có làn nào trông như làn siêu bông. Hơi siêu bông ơi, hơi siêu bông, mình chưa đến, tôi phải tìm xong. Vì mai người ta đã đi. Mọi người đã là đúng không nhớ. Ngày hôm nay em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không. Để cho mưa lăn la hỏi thăm, lên nhau trộm đi khê hương trong lòng. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, mây chìm là cái không mong tìm nhau. Hai lòng nơi đến hết bao gió sâu. Hoài một thu đang xu miệt mang, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Hoài có biết ở đây nào không, có là đào trông như là siêu bông. Hơi siêu bông ơi, hơi siêu bông, mình chưa đến, tôi phải tìm xong. Vì mai người ta đã đi, lấy chồng thì lấy luôn chị em ơi. Hey, 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 let's go. Chào một tay lớn được không nào? Yeah, rất tuyệt vời. Xin phép xin phép tổng đốc Hương Nguyên, xin phép tất cả chị em. Nhà mình ơi, mình đứng ở đây. Chị em ạ. Dạ vâng ạ. Con thỏ là con nhảy. Một ca khúc cuối cùng thôi, nhưng mà ca khúc này không phải là một ca khúc về tình yêu hay trending gì nữa cả. Đây là một ca khúc để chúng ta sẽ cùng nhau hướng đến một năm mới năm 2024 với thật là nhiều những nỗ lực quyết tâm hơn, được không ạ? Xin mời tất cả chị em. Đặc biệt là các chị em đang ngồi ở phía bên dưới, mà nếu mà các chị em mà không lên trên này thì nhiệm vụ của các chị em ở bên dưới là phải cổ vũ hết mình cho các chị em trên này, đồng ý không ạ? Mình có tay cái xin nào. Ok nhá, bây giờ đây một sáng tác của nhóm nhạc Bức Tường. Các khúc được mang tên Nhường Đến Ngày Vinh Quang. Chị em hát thật lớn nhá. Xin được mời lên sân khấu ta khắp đến pha nan trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón, và trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Chẳng đường nào chạy bước trên hoa hồng,
bàn chân cũng thấm đau vì những bụi gai. Đường vinh quang đi qua ngàn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim hồng vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai, đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Phan ơi, ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Dù ta biết dấu lâm thác gành treo leo trên đường xa, vượt gian nan ta hướng tới muôn đỉnh cao. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn cho ban lãnh đạo và tất cả quý anh chị cán bộ nhân viên của Phan An Group bước sang một thể năm mới năm 2024 Giáp Thìn với rất là nhiều những điều an khang thịnh vượng tận tay và lộc à. Mình cùng nhau vỗ tay đi nào, vỗ tay, rất tuyệt vời. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vời để ta thắng tên Phan An trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón, và trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Và mặt trời rực sáng trên cao vời ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi, cái vinh quang lên vai những người chiến thắng. Khoảnh khắc đi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai, nơi vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Hát lớn nào! Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Dù ta biết dấu lâm thác gành treo leo trên đường xa, từ xa ta hướng tới muôn đỉnh cao. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Dù ta biết dấu lâm thác gành treo leo trên đường xa, vượt gian nan ta hướng tới muôn đỉnh cao. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn. Chúng ta đã chọn. Thank you, là ca sĩ Dương Thuận đã cùng nhau góp mặt cho sự kiện đặc biệt của Phan An ngày hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng nhau đồng hành với tất cả những giai điệu vô cùng sôi động trong buổi tối. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây xin được mời sự hiện diện của Chủ tịch Phan Thanh Miền cùng với đó là Tổng Giám đốc Khương Huyền và Phó Tổng Giám đốc Tiến Đạt sẽ cùng đón anh cùng một sân khấu để cùng có một phần đặc biệt bất ngờ ngay sau đây. Và thưa quý vị thân mến, và trước khi cùng nhau bế mạc chương trình ngày hôm nay, và ngay sau đây xin được mời đến sân khấu sự hiện diện của Giám đốc Kinh doanh Phạm Nguyên có một món quà muốn được tri ân và cảm ơn Chủ tịch Phan Thanh Miền cùng với Tổng Giám đốc Khương Huyền và Phó Tổng Giám đốc Tiến Đạt trong chương trình ngày hôm nay. Một món quà rất đặc biệt của Giám đốc Kinh doanh Phạm Nguyên. Của Giám đốc Kinh doanh Phạm Nguyên để cùng gửi tặng đến
Chủ tịch Phan Thanh Miện cùng với Tổng Giám đốc Khương Nguyên và Phó Tổng Giám đốc Tiến Đạt để cùng nhau cảm ơn tri ân với những điều tuyệt vời mà tất cả các anh chị đã cùng nhau mang lại, đặc biệt đến với tất cả những thành viên của Phan An và đến với Giám đốc Kinh doanh Phạm Nguyên. Và có lẽ rằng là ngay bây giờ số lượng không còn nhiều, nhưng những tràng vỗ tay của quý vị rất xứng đáng và cùng tuyệt vời với những khoảnh khắc đặc biệt đang cùng hiện hữu trên khu vực sân khấu. Xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin mời. Níu chân chủ tịch cũng là tổng giám đốc của chúng ta lại. Và xin được níu chân tất cả anh chị ở lại để mình cùng nhau là ghi được một kiểu ảnh được không ạ? Đôi môi thơm tươi trong ngày em cưới, chỉ tiếc rằng nắng xanh vai bên em, còn anh chỉ là một người đến xa. Chị Huyền giúp em xin một bó hoa.